Hàn lên án cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Nam Hàn tên từ Bình Nhưỡng. Bắc Hàn hôm nay đã lên án kế hoạch tập trận chung của Nam Hàn và Hoa Kỳ vào tháng tới, cảnh báo mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền và những thảm họa về thiệt hại không thể tưởng tượng. Các cuộc tập trận quân sự chung hàng năm được dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 2 và kéo dài cho đến hết tháng 4. Xưởng ngôn viên đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn KRT trích dẫn một tuyên bố của Ủy ban Thống nhất đất nước của Bắc Hàn, nói rằng Bình Nhưỡng nghiêm khắc cảnh báo Hoa Kỳ và Nam Hàn chấm dứt tất cả các cuộc tập trận quân sự có thể làm thiệt hại đến mối quan hệ liên Triều Tiên. Các cuộc tập trận chiến tranh hạt nhân nhắm vào miền Bắc, nếu được thực hiện, sẽ phá hủy các mối quan hệ liên Triều Tiên và dẫn đến các thảm họa không thể tưởng tượng. Các cuộc tập trận quân sự hàng năm của Nam Hàn và Hoa Kỳ đã gây ra căng thẳng tại biên giới giữa hai miền, do Bắc Hàn cáo buộc hai quốc gia thù nghịch đang chuẩn bị chiến tranh, mặc dù các cuộc tập trận này đã được thực hiện trong nhiều thập niên qua. Một cuộc tập trận hải quân của miền Nam trong năm 2010 gần biên giới biển ở phía Tây đã dẫn đến việc Bắc Hàn pháo kích một hòn đảo của Nam Hàn, làm hai thường dân thiệt mạng.